Chào mọi người nhá, hôm nay mình tiếp tục gửi một cái máy dầu trâu vàng 178 đi cho anh máy trâu vàng 178 này. Cho anh máy thì kèm theo phay lồng bừa cho anh Giàng A Tua ở Nhi Sơn, Mường Lát, Thanh Hóa. Đó. Máy này thì mình giới thiệu qua về máy một chút nhá, hướng dẫn anh một chút về cái máy. Bởi vì các clip nào mình cũng dẫn về cái máy rồi và về máy móc của nó rồi. Nhưng mà nhiều bác cũng không hay để ý ấy. Nên là nhiều khi máy nó trục trặc các thứ là cũng do các bác không để ý. Cái đầu tiên này là về cái động cơ nhá. Động cơ thì mọi người quan trọng nhất và mọi người quan tâm nhất đến cho mình là cái dầu động cơ. Dầu động cơ này mình sẽ cho theo máy. Trong máy thì đã đổ đầy đủ hết rồi nhá. Và mình sẽ cho thêm 2 lít để về mọi người làm tầm 30 tiếng. Hoặc là sớm hơn được 2-30 tiếng mình có thay. Những cái này là mình thay bảo dưỡng nhá, chứ không phải là cứ đến 30 tiếng là mọi người thay đâu. Cái này là mình thay bảo dưỡng. Thay bảo dưỡng được 2 lần đầu là tốt nhất để bởi vì sao? Bởi vì là nó có cái mặt sắt ở trong máy. Khi máy nó hoạt động, máy mới thì nó hay thường có những cái mặt sắt. Thì là mình thay đi thì nó sẽ ra hết cái mặt sắt đấy, thì nó sẽ bền máy. Nếu mà không thay ấy, nó làm lâu ấy, thì là nó cái mặt sắt đấy nó sẽ dính đọng vào những cái lọc nhớt này, cái lọc nhớt này. Hoặc là nó sẽ cái mặt đó nó sẽ lên piston, nó sẽ trà vào cái piston, nó sẽ làm bào mòn cái piston đi. Nó lẫn theo dầu mà. Đó thì nó bào mòn cái piston thì nó sẽ rất là nhanh hư cái piston xếp măng. Và nó vào cái bạc biên nữa là nó kẹt. Mình cứ thay càng sớm càng tốt với các dòng máy nhá. Về mình làm tầm, hoặc là mọi người chạy hết lốt đa cái là về chạy lốt đa vài tiếng ấy, mọi người thay luôn đi cũng được. Hoặc là làm tầm 2-30 tiếng thì mọi người thay đi, chứ không nhất thiết phải đến tầm 3-40 tiếng đâu. Đấy là thay được lần đầu nhá. Còn lần 2 tầm 3-40 tiếng tiếp theo mình thay lần nữa thì là cho nó hết sạch cái mặt sắt đi. Nếu mà để kỹ hơn nhá, kỹ hơn thì mọi người tháo đây này, đây là cái chỗ xả nhớt này. Mọi người vặn ra rồi xả hết ra đi nhá. Rồi lấy cái cà lê 10 vặn cái ốc này ra và vệ rút cái này ra này, rút cái lọc nhớt ra. Rút lọc nhớt ra, vệ sinh cái lọc nhớt đi. Và lắp và tiếp theo nếu mà để đảm bảo nữa, mọi người cho một ít dầu vào cũng được. Đổ một ít dầu vào nhá. Đổ ít dầu vào trong đổ vào đây này. Xong rồi nắp này lại nhá. Đổ ít dầu diesel, dầu máy này. Dầu diesel này đổ vào đây để cho nó tráng hết cái mặt sắt ở trong này đi, rồi xả cái này ra cho nó hết cái mặt sắt ở trong cái máy đi thì là tốt nhất. Xong hãy đổ dầu nhớt vào. Đó, dầu nhớt cái này của nó khoảng 0,7 lít. Xong mọi người thăm theo cái thăm này là chuẩn nhất này, để cân bằng máy nhá. Cân bằng máy thăm theo cái thăm này. Đó, thăm theo cái thăm này, đây là vạch cao nhất, vạch thấp nhất của nó đây. Thì mọi người đổ đến khoảng giữa này hoặc già hơn giữa một tí là được. Đấy. Chết. Đấy, để cân bằng máy cái này. Em kéo nó xuống. Đấy, để cân bằng máy cái là mọi người thăm theo quay thăm này nhá. Đấy, thăm theo quay thăm này là được. Nó khoảng 0,7 lít. Chung là cũng không nên đổ nhiều quá thì nó sẽ phá ra các phớt khác. Còn đây là cái khóa xăng, khóa dầu này, mọi người quay ngang là khóa nhé, quay xuống là mở này. Đây là cái bơm cao áp nó. Đấy, bơm cao áp của nó này. Đây là cái dây ga này, cái ga này. Còn đây là cái để hãm ga. Cái này là ví dụ mà mọi người muốn ga cao nữa thì mọi người vặn cái ốc này đẩy nó lên trên. Khi ga lên là cái cần ga này nó chạm vào cái ốc đấy mà. Đó. Nhưng mà máy mới thì mọi người cứ ga tầm đấy thôi, theo nhà sản xuất. Còn người ta đã kẹp trì ở đây rồi. Đó, đấy là về cái động cơ. Cái động cơ này muốn khởi động nhá thì mọi người kéo cái dây này. Kéo cái dây này nó căng ra đã. Kéo dây này cho nó căng ra này. Nặng đã. Xong rồi nhả lại này, xong hãy đóng át xuống là nó đúng tầm luôn. Là mình giật nó không bị với tầm. Đó. Còn đây là cái ga. Khi nổ là phải ga lên. Và cái chuyển hướng của con máy dầu này nhá, thì là ngày trước con máy dầu này thì nó hơi nặng. Máy dầu này cái chuyển hướng hơi nặng nên là công ty thiết kế là bây giờ nó rất là nhẹ rồi. Nhưng mà nếu mà cái nhẹ này thì cái lò xo nó sẽ yếu đi.
nó sau nó sẽ yếu đi, nên là khi nó hồi đàn hồi nó hơi kém. Nếu mà đây là trường hợp này mọi người bóp vào nó không hồi này. Đấy. Thì mọi người hơi lắc nhẹ cái máy cái này, hoặc là khi đang làm ấy, đây nó lại bóp được rồi này. Đấy. Khi đang làm thì mọi người nhả côn lại phát nhá. Nếu mà nó hiện tượng bóp mà nó không hồi lại được thì mọi người nhả cái côn này này. Nhả côn này lại cái này. Xong hãy bóp là nó di chuyển được. Đó. Còn máy này thì nó rất là ít thao tác thôi. Còn đây là cái số của nó đây. Số này thì nó có 3 số. 3 số tiến này. Cái số này là số tầng chậm nhất này. Xong đến số 1, số 1 tới số 2, số 3 và số 0. Số lùi. Đây là một cái số lùi mọi người phải ấn vào nhé. Đây là nó vướng cái này này. Cái số lùi nó vướng, nó thiết kế như ô tô ấy. Mọi người phải ấn vào trong này. Ấn vào để cho cái này nó tụt vào trong. Hãy gạt sang số lùi này. Đấy. Cái số lùi này nó làm như này là để đảm bảo cái an toàn này. Mọi người đẩy ra thì dễ, đẩy vào thì đẩy hết sang bên này là số lùi. Đó. Rồi. Còn máy này thì nó là 178 thì cái 178 nó là có trên máy này nó có ở đây nhá. Đấy, 178 này. Thế còn cái thông số ở đây này, đây nó có cái thông số này nhá. Cái này nó lấy theo cái của 173. Thông số này nó lấy theo 173. Bởi vì là công ty chắc là chưa làm được. Cái thông số đấy in cái này là phải in 178 cơ. Công suất của này của nó là nó cái này là kilowatt nó nhân với 1,35 là nó ra sức ngựa. Đấy, đấy là công suất của nó nhân cái kilowatt. Cái này là thông số của quốc tế thì nó sẽ ghi là kilowatt, còn nếu mà ở Việt Nam mình hay hay quy ra công suất của nó là nhân với 1,35 là nó ra công suất là ra HP ấy. Đó. Đấy, năm sản xuất đây. Đấy, thông số nó có đầy đủ đây. Đấy, có logo châu vàng này. Đây là logo của công ty Ineso này. Đấy, đây là số hotline của anh Vinh, giám đốc. Rồi, giờ mình sẽ test nổ máy nhé. Và để khởi động kiểm tra máy trước khi gửi cho các anh ấy. Đó, chân trống lên xuống đây. Đấy. Và các bước khởi động đó thì mình mọi người đấy nha, mọi người giật cho nó dây này nó nặng ra này. Đó, nặng là không giật được nữa thôi này, hãy nhả lại này. Rồi ga lên này. Rồi tiếp theo là đóng cái áp này xuống. Bởi vì giật nặng lên cái ấy. Giật nặng cái này thì là cái đóng áp này xuống là nó sẽ cầm mình giật nổ này. Nếu không ấy, nếu không thì là mình khi mình giật là cái áp này sẽ bật lên sớm, là nhiều khi là nó sẽ không nổ được. Đấy, mọi người để chân lên đây nhá. Và chân sau nó hơi lùi ra một tí, hơi check lùi ra sau một tí, thì khi mình giật thì nó cái dây nó sẽ dài được. Ông mọi người khi giật thì cứ giật như này là nó không hết được dây, nó không nổ được, nó không đủ vòng tua. Đây. Chỗ này này. Cái này là cái để chỉnh cái tầm của cái cần số này nhá. Đây. Đấy, mọi người rút cái chốt ra này. Nâng cái này lên này. Đấy, rồi quay cái này ra. Mọi người có thể xoay này. Đấy, xoay ra xoay vào để nó đúng cái tầm đây, đúng cái tầm cần số này. Cái này nếu mà không có cái cần này ấy, thì nó sẽ lắc ra lắc vào này được thoải mái này. Còn mọi người chỉnh ở đây này. Đấy là nó sẽ đúng tầm luôn. Chốt lại cái là xong.
Đó. Mọi người có những mấy cái lưu ý thì mọi người đây nhé, có cả số khung, số máy này. Đây là số khung của nó này. Đây là số khung này, đây là số máy này. Số động cơ nhé. Đây là của anh Tua này. Đó. Cái túi đồ nó để trong này này, phiếu bảo hành các thứ mình đã để hết trong này rồi này. Túi đồ nó nhé. Ok, giờ sẽ đóng gói để gửi đi đó. Đấy, máy thì kèm theo phay này, lồng này, bừa này. Cái phay này bên mình là có chắn rác chống lún nhé. Phay này có chắn rác này. Đây này, cái này là chắn rác này, chống lún này. Thì cái cỏ nó sẽ, cỏ rác các thứ nó sẽ không bị cuốn vào cái trục này, nên là khi làm nó rất là nhàn đấy. Làm nó không bị cuốn vào cái trục này, nên là khi mình rác nó cuốn vào đây thì là nó bị tháo ra rất là dễ. Và cái lồng bên mình là lồng ép 6 nan. Lồng 6 nan này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nan và nan so le nhé. Đảo rất là nhanh. Và cái độ góc nghiêng của nó là nó khoảng tầm 30 độ, 30 đến 35 độ. Nên là nó đảo rất là nhanh. Nếu mà ruộng ủ nước thì mọi người chỉ lắp nguyên cái lồng này thôi. Còn nhiều khi cũng không phải cần phải dùng đến cái bừa này đâu. Nguyên cái lồng này đi là nó nhuyễn, nó nhão lên là ok rồi. Ông nhiều bác không tin tưởng nên là các bác ấy chưa lắp cái lồng cứ thích phay vào. Nhưng mà cái thế là đến lúc mà cho cái lồng vào làm nhanh quá là sau đi cứ chơi cái lồng này. Ok, cảm ơn mọi người theo dõi nha. Số điện thoại liên hệ là 0971 588 456.